muốn cho cái âm trạch cái linh cốt đó nó phát thúc được thì nó cần phải thông thiên địa. Thông thiên tức là phần phía bên trên của linh cốt cách phần đất phải có ánh nắng mặt trời dọi được vào. Thông địa tức là phần phía dưới đáy của tiểu quách phải tiếp cận chạm được vào mạch. Thế thì cái lỗ thông thiên ấy, khi mà chúng ta đặc biệt nếu như chúng ta dùng cái lỗ nhỏ như bằng cái lọ này hay là nó đường kính khoảng tầm 12 đến 15 cm ấy. Thế thì cái đất cát nó dính bên trên, chúng ta tưởng cái mộ nó không sụt. Nhưng thực tế thì nó sụt xung quanh hoặc là có các rắn rết rồi các cái con chuột bọ nó chạy ở bên trong phần huyệt mộ của chúng ta thì chúng ta không thể phát hiện ra được. Cho nên ra là nguyên tắc của mở lỗ thông thiên bên trên là phải mở lớn nhất có thể và kích thước tối thiểu bằng kích thước của cái tiểu ở phía dưới, tức là 26 × 53. Đây là kích thước tiêu chuẩn của cái tiểu ở bên dưới đấy ạ, 26 × 53. Còn nếu mở rộng được hơn, càng rộng thì càng tốt. Hàng năm thì có thể đắp đất vào đó để làm cho là cái mộ nó lớn lên, nó nở ra hoặc là nó phát triển hơn. Sau khi mình tỉa, mình bỏ bớt đi các cái mình bỏ bớt đi những cái đất cát nó nằm ở bên trên hoặc là những cái cây cỏ, những cây cổ học ở trên đấy. Thế trong trường hợp mà cái huyệt mộ của chúng ta mà chúng ta bịt lại như thế với một cái mục đích duy nhất ấy, đó là để cho nó sạch, để cho cỏ dại đỡ mọc. Đây là mục đích của chúng ta. Nhưng mà thực tế thì cái việc đấy vô tình nó lại làm cho cái mộ nó bị nóng, bức khí và bên trong nó sụt vỡ không biết. Thế thì nguyên tắc thì cố gắng là làm sao để mở cái lỗ thông thiên lớn nhất có thể. Còn trong trường hợp mà anh chị mà đã bịt cái đấy rồi, thế thì chọn vào cái năm tháng ngày giờ nào mà nó vượng khí, tức là cái hướng đấy nó vượng theo bảng khai sơn hợp hướng của tôi á, mà chúng ta có thể mở cái nắp mộ đấy ra, chúng ta có thể cắt cho nó rộng ra để chúng ta nhìn xuống phần phía dưới. Vì rằng là cái ngôi mộ ấy, nguyên tắc của âm trạch là gì? Đó là sử dụng linh cốt của gia tiên đặt vào trong vị trí của huyệt mạch để tận dụng các điều kiện tự nhiên xung quanh giúp gia tăng thêm vận khí, mộ khí để giúp cho phát phúc cho con cháu. Cho nên muốn cho cái âm trạch cái linh cốt đó nó phát phúc được thì nó cần phải thông thiên địa. Thông thiên tức là phần phía bên trên của linh cốt cách phần đất phải có ánh nắng mặt trời dọi được vào. Thông địa tức là phần phía dưới đáy của tiểu quách phải tiếp cận chạm được vào mạch. Còn nếu chúng ta để bê tông, tức là cách ra một lớp cát, bê tông để 80 năm mới biến thành cát này, thì không thể có hiện tượng thông khí được. Cho nên việc lấp huyệt mộ là người ta sử dụng đất sét để người ta lấp, chứ người ta không dùng cát để lấp. Vì dùng cát thì mùa khô thì bị khô cốt, còn mùa mưa thì bị tiêu xương. Nên chúng ta hoàn toàn nên mở rộng cái nắp cho nó rộng ra được và không có vấn đề gì cả.